Xin chào các bạn đã đến với kênh Men Review. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Mai Thần Tế ngay sau đây nhé. Ông nội tôi khi lên núi săn bắn tình cờ nhìn thấy một con cáo cái bị một con trồn vàng cưỡi lên. Thấy cảnh đó, ông lập tức cầm dao chặt củi và bắn trồn vàng chết ngay tại chỗ. Nhưng tối về, tôi lại sốt cao không dứt và bị ốm nặng. Ngày hôm sau, có 10 vạn con trồn vàng vây kín cổng làng. Thậm chí sáng sớm thức dậy, tất cả trẻ em trong làng đều biến mất không lý do. Tân làng tức giận cầm cuốc sẻng, vây quanh nhà tôi, nói rằng chính ông nội tôi đã gây ra họa họ điên cuồng hét lên đòi đuổi gia đình tôi ra khỏi làng nhưng đúng lúc đó từ cổng làng bỗng vang lên tiếng còi xe liên tục tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm hàng trăm chiếc xe sang chạy từ cổng làng đến nhà tôi chỉ một lát sau làng đã bị bao vây chặt không lối thoát lý do rất đơn giản đó là vì ông nội tôi người đã đóng cửa ngưng xem bói suốt 5 năm cuối cùng cũng quyết định tái xuất và lại xem quẻ lúc đó gia đình tôi mới biết hóa ra nhà tôi là một gia tộc áo máu còn ông nội chính là truyền nhân đời thứ 16 của quỷ thủ linh miếu nổi danh tứ phương Ngày hôm đó, những người đến tìm ông nội để xem quẻ, hầu hết đều là các nhân vật lớn trong giới chính trị và thương mại, các đại sư phong thủy, thậm chí còn có thánh nhân Mai Hoa, pháp sư Thanh Y, cả địa sư quấn rán lớn quanh người, và đại phú hào của tỉnh thành cũng đến, tất cả đều muốn có được quẻ cuối cùng của ông nội. Dù sao ông nội tôi đã xem tổng cộng 3964 quẻ, nhưng chưa từng sai một quẻ nào. Sau khi đóng quẻ, xem lại quẻ sẽ giảm thọ, người nhận được quẻ này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vận khí giảm sút của ông nội, vì vậy họ mới chen chúc để giành giật yêu cầu của ông nội cũng rất đơn giản đó là phải mang theo một bé gái chạc tuổi tôi đến ông sẽ chọn một đứa để hứa hôn với tôi và quẻ cuối cùng này sẽ được trao cho gia đình đó cuối cùng người nhận được quẻ không phải là người trong giới đó là diệp thanh sơn một người đến từ một gia đình khá giả ở thành phố tây giang ban đầu anh ấy chỉ là một khán giả đến xem vui nhưng không ngờ lại được ông nội chọn sau khi nhận được quẻ từ ông nội diệp thanh sơn đã hứa hôn con gái nhỏ hơn tôi ba tháng với tôi từ đó tôi đã có vợ trên danh nghĩa tên của cô ấy rất hay, gọi là diệp hồng ngư. diệp thanh sơn đã nói với ông nội tôi rằng, chỉ vào ngày sinh nhật của tôi thì chúng tôi mới được gặp nhau. và trực tiếp yêu cầu tôi trở thành con rể nhà họ diệp. sau khi diệp thanh sơn qua đời, một sự kiện lớn về chấn động trong giới phong thủy cả nước đã kết thúc. nói cũng lạ, từ đó trở đi, làng tôi trở nên mưa thuận gió hòa. người dân trong làng ai cũng khỏe mạnh, cường tráng, thêm vào đó là uy tín của ông nội, địa vị của gia đình tôi trong làng cũng dần nâng cao. sức khỏe của tôi cũng dần tốt hơn, nhưng sức khỏe của ông nội lại ngày càng tệ đi. Rõ ràng ông mới hơn 60 tuổi nhưng trông như người đã 7, 80. Cho đến khi tôi 10 tuổi, ông nội gọi tôi lên núi sau. Ông đứng quay lưng lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nội vào thẳng vấn đề, con đã sẵn sàng trở thành truyền nhân đời thứ 17 của gia tộc Ma Y chưa? Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây chính là điều tôi hằng mong ước. Hôm đó, tôi quỳ trên đỉnh núi, nghiêm trang ba lạy, Lại trời đất thần linh, lại cô hồn giã quỷ, lại tổ tiên dòng tộc. Từ đó, tôi trở thành truyền nhân đời thứ 17 của gia tộc Ma Y. Gia đình tôi thuộc nhánh thanh ma, ông nội có biệt danh là thanh ma quỷ thủ nhưng ông lại phong cho tôi danh hiệu côn luân tôi hỏi ông nội tại sao gọi tôi là côn luân ông nói rằng dòng dõi chúng tôi bắt nguồn từ núi thần côn luân tôi có lẽ sẽ là truyền nhân cuối cùng sự bắt đầu và kết thúc côn luân là nơi mà tất cả các phong thủy sư đều hướng tới trong lòng ông hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đứng trên đỉnh côn luân thực sự như vậy có lẽ tôi sẽ có đủ sức mạnh để thay đổi vận mệnh của phong thủy sư sau đó tôi học bí thuật phong thủy rất nhanh chóng ông nội thường khen ngợi tài năng của tôi ngay cả cuốn hám long kinh mà ông nội học được lúc 35 tuổi. Tôi đã nắm được phương pháp tìm long mạch trong đó khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên, vì vậy mà tính cách của tôi trở nên cô lập, ít bạn bè. Điều đó đã trở nên quá quen thuộc với tôi, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là ông nội cấm tôi xem xét việc gì cho người khác trước khi tôi 20 tuổi. Ông nói rằng nếu phá giới, tôi sẽ mất hết công sức. Điều này khiến tôi rất khó chịu vì có tài mà không thể phát huy. Cảm giác bất lực và tủi thân khiến tôi chịu nhiều đau khổ. Bởi vì tôi từng nhìn thấy rõ ràng, đèn dương trên vai của trương tam gia mờ dần đó là dấu hiệu đại hung có thể chẳng sống lâu quả nhiên không lâu sau khi ông ấy đang cày ruộng ông bị bò nhà mình hút chết còn có lần khác tôi nhận ra khuôn mặt của cô gái tôi thích liễu như yên xanh sao cách khóe miệng phải hai cm còn có một chấm đỏ mờ đây là dấu hiệu phạm tội tà dâm quả nhiên ngày hôm sau trên đường tan học cô ấy bị tên ngốc trong làng kéo vào ruộng ngô ngày hôm đó tôi thực sự đau khổ đến tột cùng tôi cảm thấy tội lỗi như thể mình là đồng phạm tôi không dám gặp liễu như yên chỉ dám lén nhìn khi thấy đèn dương trên vai phải cô ấy nhấp nháy, như bị gió thổi về phía cổ, tôi biết cô ấy không chịu nổi nhục nhã và muốn tự sát. Tôi không chịu nổi nữa, liền lén tìm gặp cha của Liễu Như Yên. Tôi nói ông ấy phải trông chừng con gái mình, tốt nhất là buộc cô ấy lại bằng dây thừng, nếu không chịu nổi kích động, cô ấy có thể nghĩ quẩn mà tự sát. Cuối cùng Liễu Như Yên đã được cứu, nhưng vì chuyện này tôi đã bị ốm nặng, từ đó tôi nằm liệt giường, đầu đau, sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy. Sau đó tôi hôn mê suốt 3 ngày, khi tỉnh dậy, tôi biết một tin dữ kinh khủng, ông nội tôi đã mất. Năm đó tôi mới 18 tuổi, mẹ tôi kể rằng vào ngày thứ hai sau khi tôi bị ốm, ông nội đã một mình vào bãi tham ma sau núi, ông tự chọn một nơi có phong thủy tệ nhất, tạo một cái hố và tự chôn mình sống, không có cả quan tài, không ai biết ông đã tự chôn mình như thế nào, nếu không phải mẹ tôi được báo mộng, chắc cả đời chúng tôi cũng không biết rằng ông đã qua đời. Ngày đó tôi ngồi trước mộ đất của ông khóc không dứt. Tôi khóc suốt một ngày một đêm, cuối cùng ngất xỉu. Tôi biết ông nội đã hy sinh để cứu tôi, ông đã để lại mạng sống cuối cùng cho cháu trai của mình. Tôi cảm thấy chính mình đã hại chết ông nội, từ đó tôi suy sụp hoàn toàn, bỏ học. Tôi ở lại căn nhà cũ của ông nội. Người bạn đồng hành duy nhất của tôi là những bí kíp phong thủy mà ông nội để lại. Ngoài những thứ mà ông để lại, tôi còn có một niềm tin duy nhất, đó là vợ tôi Diệp Hồng Ngư. Đây là ước nguyện lớn nhất của ông nội trước khi qua đời. Ông muốn tôi nhất định phải kết hôn với cô ấy, bởi vì chỉ có cô ấy mới có thể hóa giải vận mệnh tai ương của tôi. Cuối cùng, vào sinh nhật 21 tuổi của tôi, một chiếc xe Mercedes mà tôi chưa từng thấy, trị giá hàng triệu, đã đến trước cửa nhà tôi. Ngày đó, hiếm khi tôi chỉnh chu bản thân, như một cô gái lớn, tôi trốn sau cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Tôi thấy một cô gái trẻ tràn đầy sức sống bước xuống từ xe. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt ngọt ngào. Đôi mắt to, long lanh của cô ấy nhìn xung quanh đầy tò mò. Có vẻ như mọi thứ đều rất mới lạ với cô ấy. Cô ấy chính là vợ tôi, Diệp Hồng Ngư. Tôi đã từng tưởng tượng về gương mặt của cô ấy biết bao lần, nhưng vẫn không ngờ rằng cô ấy lại xinh đẹp đến vậy. Cô ấy trông như một nàng tiên vậy. "Bố, bố xuống xe đi, chắc chắn là chỗ này chứ?" người cao nhân mà con kể lại sống trong căn nhà đất này sao tiệp hồng ngư cười hỏi đầy tò mò nhưng sau khi nghe xong tôi bỗng cảm thấy khó chịu lúc đó không hiểu sau này mới biết cảm giác đó là sự tự ti chúng tôi dường như không thuộc về cùng một thế giới sau đó một người đàn ông trung niên giàu có bước xuống xe cười và nói đúng chính là chỗ này giờ thì phong thủy không còn phổ biến nữa nhưng hồi xưa nó rất thịnh hành đấy có tin nổi không con đường mà con đang đứng đây từng có cả đại gia số một của ba tỉnh thầy mã cũng đã đi qua cô gái kia lè lưỡi một cách đáng yêu tỏ vẻ không thể tin nổi người đàn ông trung niên đó chính là diệp thanh sơn người từng nhận được quẻ cuối cùng của ông tôi tờ ông ta đã là đại gia giàu nhất tây giang sở hữu nhiều tài sản tôi theo thói quen nhìn tướng mạo của diệp thanh sơn mũi ông ta không cao không đầy đặn ngược lại rất nhọn và mỏng đây là công tài bạch của con người thường thì mũi như vậy rất khó phát tài lớn ngay cả tài nhỏ cũng khó nhưng đôi lông mày của ông ta rõ ràng đã qua chỉnh sửa không chỉ cấy lông mày mà cả phần thiên thương hai bên cũng đã kéo ra không ngạc nhiên khi ông ta có thể thay đổi vận mệnh tôi nghĩ có lẽ ông ta đã nhận được sự chỉ dẫn của ông tôi lúc này mẹ tôi đang làm gà nấu cơm cầm con gà đã cắt tiết chạy vội ra bà vui vẻ nói đây chắc là thông gia rồi nhỉ con dâu xinh đẹp quá đi mất nhà họ trần chúng ta đúng là số hưởng nói xong mẹ tôi còn lớn tiếng gọi tôi ra đón khách lúc này tôi mới đỏ mặt đi ra diệp hồng ngư nhìn tôi từ đầu đến chân vài lần rồi đột nhiên cô ấy hỏi tôi anh tên gì tôi gãi đầu và nhỏ giọng nói trần hoàng bi ông nội tôi đặt cho nghe tên tôi cô ấy bật cười có nghe nói ông anh là thầy phong thủy anh có biết xem tướng không diệp hồng ngư cười hỏi tôi tôi gật đầu thế thì xem thử xem hôn nhân của chúng ta có thành không diệp hồng ngư bĩu môi đáng yêu tiếp tục hỏi tôi lại trịnh trọng lắc đầu không thể xem bừa được chúng ta còn chưa chính thức thành thân mà tôi nghiêm túc nói ông nội từng dặn tôi rằng sau khi tôi 21 tuổi mới có thể xem sự việc cho người khác nhưng nhà họ diệp thì không được phải đợi khi tôi và cô chính thức kết hôn mới có thể xem quẻ cho nhà họ diệp nếu không sẽ gây họa tôi từng thề trước mộ ông nội rằng Cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm trái lời ông gian. Ha ha, cho dù anh biết xem, tôi cũng không tin. Ở thành phố lớn bây giờ người ta không tin vào những thứ này nữa. Đây là mê tín phong kiến, Diệp Hồng Ngư cười nói, tôi không tranh luận với cô ấy, nhưng thầm cảm thấy. Hôm nay hai cha con họ đến đây có lẽ không đơn giản như vậy. Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn những món ăn gia đình mẹ tôi nấu. Trên bàn ăn, tôi im lặng ít nói, Diệp Hồng Ngư thì như một tinh linh nhỏ, liên tục kể cho tôi nghe về thế giới ngoài kia thú vị như thế nào. Cô ấy còn bảo tôi nên ra ngoài nhiều hơn khi có cơ hội sau khi ăn uống no say thanh sơn đột nhiên nói với mẹ tôi bác ơi ông trần cũng đã mất nhiều năm rồi năm đó con gái tôi và con trai bác đã đính hôn nhưng bây giờ thời đại ủng hộ tự do hôn nhân bác thấy có nên hủy hôn ước này không nghe vậy sắc mặt mẹ tôi ngay lập tức tái nhợt bối rối còn tôi thì bật dậy không được tôi kiên quyết nói mặc dù tôi rất thích vẻ ngoài của diệp hồng ngư nhưng tôi không phải người vô liêm sỉ người ta không thích tôi tôi sẽ không ép buộc nhưng đây là do ông nội tôi đã dùng vận mệnh của mình sắp đặt cho tôi tôi không thể hủy hoại cơ hội của ông Diệp Hồng Ngư thì không nghĩ vậy, cô ấy nghĩ tôi đang bám lấy cô ấy, vội nói. Anh Hoàng, anh đúng là, được giáo dục quá ít, suy nghĩ quá lạc hậu, tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn ông nội anh thì nói gặp nhau phải động phòng, anh thậm chí chưa học hết cấp 3, không có kiến thức. Anh chẳng hiểu chút kỹ năng nào, rất khó hợp tác đấy. Tôi không có ý coi thường anh, nhưng chúng ta thực sự không có điểm chung, chúng ta không hợp nhau, giọng của cô ấy không gay gắt, thậm chí còn cố giữ thể diện cho tôi, nhưng khi nghe điều đó, lòng tôi như tan nát. Thực ra, dù tôi chưa học hết cấp 3, nhưng tôi đã học rất nhiều kiến thức từ ông nội tôi dám nói rằng tôi tài năng hơn diệp hồng ngư nhưng lại không thể nói ra lời lúc này bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngượng ngùng lúc đó diệp thanh sơn đứng dậy ông đặt một chiếc vali mật mã lên bàn và nói nhẹ nhàng năm đó tôi thực sự đã nhận ân tình của ông cụ mặc dù tôi không biết việc tôi phát đạt có liên quan gì đến ông cụ hay không nhưng diệp thanh sơn tôi không phải là kẻ phản bội ở đây có một triệu tiền mặt coi như là khoản bồi thường cho việc nhà họ diệp hủy hôn mẹ tôi một người phụ nữ nông thôn thật thà nghe đến một triệu thì hoảng hốt còn tôi lại không muốn số tiền này nhưng ông nội đã nói rằng mọi việc không nên cưỡng cầu ép buộc không có lợi cộng thêm tính cách cứng đầu của tôi tôi nhỏ giọng nói thôi được sau đó diệp thanh sơn mỉm cười hài lòng ông ta đưa ra một tờ giấy thỏa thuận hủy hôn để tôi ký tôi cầm bút và nghiêm túc hỏi chú diệp có thể các chú không tin vào phong thủy âm dương nhưng tôi vẫn muốn nhắc rằng ông tôi không phải người bình thường việc ông ấy đã quyết định mà giờ bị phá bỏ chú đã nghĩ đến hậu quả chưa diệp thanh sơn không bận tâm nói không sao, tôi dám đến hủy hôn thì còn sợ gì nữa. hoàng bi, yên tâm đi, nếu có chuyện thì đó cũng là chuyện của nhà họ diệp, không liên quan đến cháu. sau đó, tôi đành bất đắc dĩ ký tên, vừa ký xong, tôi rõ ràng thấy, trên ấn đường của diệp thanh sơn thoáng qua một làn khí đen. đó là dấu hiệu đại hung, nhưng tôi không thể nói ra, không thể phá vỡ quy tắc của ông nội, rất nhanh sau đó, cha con nhà họ diệp rời đi. trước khi đi, diệp hồng ngư còn để lại cho tôi thông tin liên lạc, nói rằng khi nào có thời gian thì đến tìm cô ấy chơi cô ấy nói muốn dẫn tôi đi mở mang tầm mắt sau đó tôi lặng lẽ đi theo họ khi xe của họ gần ra khỏi làng tôi đột nhiên thấy một con chồn vàng dài gần một mét bò vào gầm xe của họ nó nằm dưới gầm xe dùng đôi mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào tôi đây không phải là một con chồn bình thường nó là một con chồn vàng thật sự lông gần như xanh thấy cảnh này tôi thầm nghĩ không ổn tôn cáo rắn chuột khỉ. e rằng nhà họ diệp sẽ gặp chuyện lớn hô hoàng bạch liễu hôi là ngũ thường tiên ở nông thôn tức là chỉ cáo trồn vàng nhím rắn và chuột trong đó hoàng tiên là loài quái dị nhất một khi bị loài này ám dù là trả thù hay trả ơn thì cũng sẽ khiến gia đình không yên ổn gà chó chẳng yên tôi thầm lo lắng cho gia đình họ diệp và diệp hồng ngư hôm nay cô ấy dù đã hủy hôn với tôi nhưng tôi không ghét cô ấy cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần có hoài bão đơn giản là cô ấy nghĩ tôi không hợp với cô ấy nhưng tôi chẳng thể giúp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi tâm trạng tôi vô cùng nặng nề trở về nhà trong sự sụp đổ Niềm tin mà tôi đã giữ suốt gần 10 năm đột nhiên tan biến. Không thể chấp nhận được, tôi cầm, tiền xu đến trước mộ ông nội. Tôi quyết định tự gieo một quẻ cho mình trước mộ ông. Trước đây tôi chưa bao giờ gieo quẻ cho mình. Vì vậy, lần này tôi dùng quẻ kinh dịch cổ truyền gồm 64 quẻ. Đối với người mới như tôi, đây là cách đơn giản nhưng cũng chính xác nhất. Khi cây đứng yên và gió ngừng thổi, tôi giải tiền xu và gieo quẻ. Khi nhìn thấy quẻ chính, tôi sững sờ, thậm chí nghi ngờ đây có phải là quẻ của mình hay không. Nó là một quẻ trắng. Quẻ có hình mặt trời, lôi trạch quy muội hôn nhân gặp sấm trên đầm thế như nước lửa không hợp nhau tiền đồ hiểm nguy không có lợi nhanh chóng dừng lại đừng chần chừ chỉ nhìn vào quẻ thì nó khá giống với hoàn cảnh của tôi nhưng quẻ quy muội là chấn thượng đoài hạ nữ theo nam phần lớn ám chỉ nữ theo đuổi nam không giống trường hợp của tôi tôi không bị quẻ làm hoảng sợ mà tiếp tục giải đoán vì trong quẻ chính còn có hai quẻ biến quẻ biến đầu tiên là lôi thủy giải chấn thượng khảm hạ đây là quẻ trung thượng ý nghĩa là không nên giàn vặt về hôn nhân trước đây hãy đi về phía tây nam để tìm sự bình yên và cơ hội mới quẻ biến thứ hai là thủy trạch tiết là quẻ thượng thượng cát trăm điều đều tốt đẹp có hàm ý diệt tướng phong thần nhìn vào quẻ tôi hiểu rằng mình phải đi tìm niềm tin thì mới có thể nổi danh ý nghĩa là phải giữ vững bản tâm đi đến cùng và chủ động hóa giải nguy cơ nhìn vào quẻ phức tạp và khó hiểu này tôi lại bất giác mỉm cười trong lòng tôi đã có quyết định nếu là bất kỳ thầy phong thủy nào khác họ sẽ khuyên tôi chọn quẻ biến đầu tiên đi về phía tây nam để bình an sống không lo nghĩ cả đời nhưng tôi vẫn muốn đi theo quẻ biến thứ hai, không phải để phong thần trảm tướng, mà là để không làm ông nội thất vọng. Những gì ông sắp đặt cho tôi, tôi muốn tự tay nhận lấy. Nếu nó muốn chạy trốn, tôi sẽ giành lại. Tôi nghiêm túc lại ông ba lại, sau đó tôi về nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Tây Giang tìm Diệp Hồng Ngư, vừa thu dọn xong đồ đạc và pháp khí, thì mẹ tôi bất ngờ chạy tới đầy hứng khởi. Hoàng Bi, con làm gì vậy? Dọn đồ đi đâu sao? Đừng nói là con định bỏ nhà ra đi nhé. Hoàng Bi, con mau xem ai tới này. Tôi nhìn về phía nhà chính đầy nghi ngờ thấy có một cô gái trẻ đẹp đang đứng đó tôi biết cô gái đó tên là tống diệu diệu là con gái của một đại gia ở làng bên tôi và tống diệu diệu chưa từng có liên hệ gì nhìn cô ấy ôm một chiếc hộp gỗ cổ kính trong tay tôi tò mò hỏi mẹ có chuyện gì vậy mẹ tôi nháy mắt với tôi và nói hoàng bi con có phúc lớn rồi tống diệu diệu mang lễ vật tới cô ấy muốn cưới con tôi mở to mắt kinh ngạc tôi là người nổi tiếng xui xẻo trong làng và chuyện tôi học phong thủy chỉ có ông nội tôi biết theo lý thì tống diệu diệu con gái của đại gia không thể để ý đến tôi sao còn đứng ngây ra đấy mau tới nhận lễ vật đi mơ gì mà nghĩ tới cô gái thành phố kia chứ tỉnh lại đi tôi thấy rượu rượu còn tốt hơn cô gái thành phố nhiều thấy tôi không phản ứng mẹ tôi có vẻ không vui tôi không phải là không ưng tống rượu rượu cô ấy rất xinh đẹp tôi chỉ đang suy nghĩ về quẻ bói mà tôi vừa gieo trước mộ ông nội quẻ quy muội quẻ xấu nhất lúc đó tôi còn chưa hiểu rõ tại sao lại có chuyện nữ theo đuổi nam giờ thì đã ứng nghiệm rồi vì đó là một quẻ đại hung tôi cẩn thận tiến lại gần tống rượu rượu nhận lấy hộp gỗ từ tay cô ấy Vừa cầm vào tay, cơ thể tôi cứng đờ. Trời ơi, thật nặng, không phải theo nghĩa truyền thống của từ nặng, mà bởi vì tôi đã âm thầm vận hành huyền khí trong cơ thể. Khi huyền khí gặp sát khí, tôi mới cảm thấy hộp rất nặng. Tôi không do dự mà mở hộp ra, sau khi nhìn thấy bên trong, tôi sững sờ. Có khóa Trần Thọ và giá Minh Châu, trong hộp chứa toàn những báu vật, hiếm thấy trên thị trường, tối thiểu cũng phải là cổ vật từ vài trăm năm trước. Nhà họ Tống tuy giàu nhưng không thể giàu đến mức này. Chỉ cần ngửi nhẹ bằng mũi, tôi đã ngay lập tức ngửi thấy mùi tử khí những thứ này rõ ràng vừa được trộm từ mộ ra sau núi thực sự có vài ngôi mộ lớn nhưng nơi đó không ai ra về an toàn cả điều này khiến tôi thắc mắc không biết tống miểu miểu lấy những thứ này từ đâu hoàng phí còn đứng đó làm gì đưa miểu miểu vào nhà ngồi đi để tôi đi rót ly nước mẹ tôi thấy tôi ngây người liền nhắc nhở tôi đột nhiên hét lên mẹ hồ đồ rồi à mẹ tôi chừng mắt nhìn tôi không vui nói mẹ thấy con mới hồ đồ đấy mẹ mẹ mở to mắt nhìn cho kỹ xem cô ta là ai tôi lạnh lùng nói rồi đột ngột nắm lấy cổ tay của tống miểu miểu kéo cô ấy ra khỏi nhà ngay khi tôi nắm cổ tay cô ấy tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập tôi vội vàng dùng dương khí để áp chế chúng tôi đứng bên ngoài nhà mẹ tôi nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu nói hoàng phí con làm cho gì vậy con định nói gì cô ấy là con gái nhà tống trường căn tống miểu miểu sắp là vợ con con dâu của mẹ tôi cười lạnh nói mẹ mẹ nhìn kỹ lại đi mẹ nhìn kỹ cái bóng của cô ta đi mẹ tôi lúc này nhìn xuống đất đầy nghi hoặc dưới ánh mặt trời buổi trưa bóng của cô ấy hoàn toàn không phải bóng người mà dài hơn một mét đang lắc lư cái bóng có hai cái tay nhỏ giống như bóng mèo. "Mẹ ơi, đó là cái gì vậy?" Mẹ tôi sau khi nhận ra, hét lên một tiếng chói tai. Ngay sau tiếng hét của mẹ tôi, Tống Miểu Miểu đột nhiên đứng khựng lại rồi chạy biến đi. Cách cô ấy chạy rất kỳ quặc, bằng cách chỉ chạm mũi chân xuống đất, di chuyển cực kỳ linh hoạt và nhanh chóng. Tôi chắc chắn không để cô ấy cứ thế chạy đi. Tống Diệu Diệu không chết, cô ấy chỉ bị điều khiển. Mọi chuyện bắt nguồn từ tôi, tôi không thể đứng nhìn. Tôi nhanh chóng đuổi theo Tống Diệu Diệu, khi đến sau lưng cô ấy, tôi lập tức dán một lá bổ trấn yêu lên gáy cô tay trái dùng nhẹ trung đồng miệng lẩm bẩm giữa sáu cõi trong bốn bể yêu quái ẩn mình một mùa tìm dấu đây là chiêu lục hợp tìm yêu xuất phát từ u minh lục trương gia tiên tôi đã học từ khi 14 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên thực hành vừa niệm xong khẩu quyết cơ thể của tống diệu diệu bỗng cứng đờ như một khúc gỗ cô ấy ngã gục xuống đất ngay sau đó từ bụi cỏ gần đó một con trồn vàng lớn lao ra nó nghe răng gầm gừ với tôi vài tiếng rồi chạy biến mất nhanh như chớp con trồn vàng này khác với con đã bám vào gầm xe của diệp hồng ngư nó có màu lông khác rõ ràng đây là một con chuồng cái có lẽ chúng là một cặp tông chúng đã đổi màu lại còn lớn như thế này rõ ràng là đã có linh trí chắc hẳn chúng đã tu luyện hàng trăm năm tôi không truy sát chúng đến cùng không phải vì tôi sợ mà vì trồn vàng rất thù dai tôi giết một con nhưng chúng còn vô số con cháu mà tôi lại sắp rời đi rồi tôi không muốn gây họa cho mẹ và làng mình tôi lấy một bát nước đốt lá bổ trấn yêu tôi hòa cho vào nước và cho tống rượu rượu uống chỉ sau một lúc cô ấy tỉnh lại cô ấy có chút mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra tôi sợ làm cô ấy hoảng sợ nên không nói về việc cô ấy bị trồn vàng nhập sau khi tống rượu rượu rời đi tôi tìm một chỗ và chôn lễ vật mà con trồn vàng lấy từ mộ tôi không thể chạm vào thứ đó nếu chạm vào thì vận mệnh sẽ trở nên khó đoán về đến nhà tôi thấy mẹ tôi ngồi thẫn thờ lúc đó bà mới nhận ra tôi cũng giống như ông nội tôi không nói nhiều thật ra con đường của tôi đã được ông nội vạch sẵn tôi sắp rời khỏi làng rồi sau này nếu có cơ hội con nhất định sẽ quay về báo đáp mẹ tôi quỳ trước mặt mẹ mắt đỏ hoe tôi phải nhanh chóng lên đường không kịp nói nhiều số phận của tôi và diệp hồng ngư gắn liền với nhau con cáo cái trong làng đã hứa hôn với tôi không biết diệp hồng ngư bên kia có gặp nạn không tôi phải đi xem mẹ tôi cả đời đơn giản không có nhiều học thức nhưng lúc này bỗng trở thành một người thấu hiểu lẽ phải hoàng phí đi đi đừng làm mất mặt ông nội con mẹ tôi nhìn xa xăm với ánh mắt kiên định tôi không nói gì bước ra khỏi làng với những bước dài nước mắt cuối cùng cũng trào ra không thể kìm lại được sau hơn 5 giờ ngồi trên chuyến tàu hỏa màu xanh tôi đến thành phố tây giang khi đến thành phố lớn, tôi mới nhận ra khả năng thích nghi của mình rất tốt. Có lẽ vì từ nhỏ ông nội đã cho tôi biết thế giới bên ngoài trông như thế nào. Rất nhanh, tôi tìm được một con phố cũ, con phố này tên là Tiểu Phong, chuyên về tang lễ. Có những cửa hàng làm dịch vụ tang lễ, cũng có những quán xem bói và đoán quẻ. Xem ra thành phố lớn không giống như Diệp Thanh Sơn nói. Ở đây cũng có người tin vào phong thủy, nhưng sau một vòng quan sát, tôi thấy phần lớn đều là kẻ lừa đảo. Ngay lúc đó, tôi thấy có một cửa hàng sâu trong phố Tiểu Phong đang săn nhượng. Tôi liền liên hệ với chủ nhà và thuê lại dù sao tôi cũng cần một nơi để ổn định trước tổng cộng tốn hơn một trăm mười nghìn tệ lúc ra đi tôi mang theo hai trăm nghìn tệ nhưng không phải số tiền một triệu từ nhà họ diệp khi hủy hôn số tiền này là do ông nội để lại cho tôi sau khi ổn định tôi tìm đến nhà họ diệp theo địa chỉ mà diệp hồng ngư để lại khi nhìn thấy biệt thự của nhà họ diệp dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc phản ứng đầu tiên của tôi là quá lớn phản ứng thứ hai thực sự quá lớn đây không còn là biệt thự nữa mà là một trang viên sau khi xem xét kỹ môi trường xung quanh tôi chỉ biết lắc đầu bất lực tôi đã bị diệp thanh sơn lừa anh ấy đã nói dối anh ấy không thể nào không tin vào phong thủy nếu không có một thầy phong thủy cao tay xem xét anh ấy không thể xây nhà tại đây trang viên này được xây dưới chân núi phía sau là ngọn núi hùng vĩ gọi là núi thanh long núi thanh long rất nổi tiếng trong giới phong thủy tương truyền rằng vào thời tống lịch nơi đây từng xuất hiện hiện tượng quái lạ thanh long kéo quan tài đại quốc sư trương chiêu nhiên khi đó cho rằng đây là vùng đất phong thủy có lòng mạch sau khi chết ông đã chọn nơi này làm mộ phần hy vọng rằng hậu duệ của ông sẽ xuất hiện một vị hoàng đế nhưng kết quả lại không như mong đợi đến đời cháu ông gia đình đã phạm tội và bị xử tử toàn bộ người ta nói rằng không thể áp chế được thế rồng ở đây người bình thường nếu trôn cất ở đây thì đời sau sẽ không có kết cục tốt đẹp qua nhiều đời truyền lại núi thanh sơn đã trở thành nơi nổi tiếng là vùng đất dữ không thể xây nhà ở đây tôi không lên núi khảo sát kỹ nhưng khi thăm dò sơ qua dưới chân núi tôi đã xác định rằng nơi này không thể xây nhà ở không phải vì nơi này không có mạch và thế ngược lại Tên núi có vẻ như thật sự có long mạch, nhưng nơi này lại chứa đầy âm khí, việc tìm long mạch quá khó khăn. Mười phần thì chín sẽ trở thành nhà giữ nếu xây dựng ở đây. Nhưng ngôi nhà của Diệp Thanh Sơn lại khác, ông ấy có lẽ đã được cao nhân chỉ dẫn chọn con đường khác mà không tìm long mạch. Ông không bắt buộc phải xây nhà trên long mạch, mà thay vào đó ông đã tránh được vùng đất chứa âm khí, nhờ vậy mà có thể hấp thu được một ít khí phong thủy tốt. Ở hướng đông nam của nhà Thanh Sơn còn đào một hồ nước nhân tạo, đúng lúc ngăn chặn được âm khí từ núi Thanh Long, đây là một thủ pháp tuyệt vời về phần phong thủy có lẽ ông ấy không thua kém tôi điều này khiến tôi phải nhìn ông ấy với con mắt khác nhưng nếu diệp thanh sơn tin vào phong thủy tại sao ông ấy lại nói dối rằng không tin nếu ông ấy tin thì chắc chắn biết về năng lực của ông nội tôi ông ấy không sợ sao đang tự hỏi tôi thấy diệp thanh sơn cùng một ông lão tóc bạc bước ra khỏi trang viên thầy thẩm chuyện hôn nhân bên nhà họ trần tôi đã hủy rồi nói thật mấy ngày nay tôi có chút lo lắng cảm thấy có điểm không lành nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thầy phải giúp tôi đối phó thầy biết đấy danh tiếng thanh ma quỷ thủ không phải trò đùa tôi lo ông ấy còn có chiêu cuối tiệp thanh sơn nói với ông lão tóc bạc một cách lễ phép ông lão được gọi là thầy thẩm nhuyến mày nói với giọng khinh thường nếu trần chiêu còn sống tôi chắc chắn sẽ không để ông làm vậy nhưng ông ấy đã mất rồi và con cháu của ông ấy lại không có tài năng phong thủy thằng nhóc trần hoàng bì còn yếu đuối không dùng được dòng dõi thanh ma của họ trần coi như đã đứt thanh sơn à yên tâm đi để hồng ngư đính hôn với cháu trai tôi điều này có lợi cho cả hai gia đình chúng ta nếu có xảy ra rắc rối gì tôi sẽ chịu trách nhiệm nghe xong lời của ông lão sắc mặt diệp thanh sơn lập tức dịu lại ông ta nói để hồng ngư kết hôn với bách tuế hai nhà xem như môn đăng hộ đối tuy nhiên tính cách của hồng ngư rất cứng đầu liệu có thành hay không còn phải xem họ nữa ông lão cười sảng khoái mấy tiếng có vẻ như ông rất tự tin về điều này sau đó ông lên xe rời đi nghe xong tôi cảm thấy nghẹt thở và khó chịu vô cùng sau đó tôi mới biết ông lão này tên là thẩm sơ cửu một nhân vật có tiếng trong giới phong thủy ở thành phố tây giang ông ấy giỏi nhất là tìm long điểm huyệt dù không hoành tráng như việc bắt ma trừ quỷ nhưng đó lại là cách tốt hơn để kết thân với quyền quý và xây dựng danh tiếng thẩm sơ cửu có một người cháu trai tên là thẩm bách tuế người có chút tài năng trong phong thủy và là truyền nhân của ông ấy có nhiều phụ nữ theo đuổi anh ta nhưng anh lại chỉ mê đắm diệp hồng ngư điều đó không có gì lạ dù tôi không thể xem quẻ cho nhà họ diệp nhưng vì ông nội đã chọn cô ấy tới hàng ngàn người để hứa hôn với tôi nhằm hóa giải vận mệnh của tôi thì mệnh cách của cô ấy chắc chắn không tầm thường tôi phải tìm cách để cô ấy chủ động muốn kết hôn với tôi sau đó tôi trở lại phố tiểu phong chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng và ngủ để ngày mai tính tiếp đúng là ý trời đã định sẵn khi đang đi về cửa hàng tôi thấy có hai người bước xuống từ một chiếc xe thể thao ở phía xa người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đó chính là diệp hồng ngư người đàn ông đi cùng ăn mặc như một công tử nhà giàu dù ngoại hình bình thường nhưng cũng phong độ người người có lẽ đó chính là thẩm bách tuế tôi nghĩ thẩm bách tuế dẫn diệp hồng ngư đến đây chắc chắn không có ý tốt nên lặng lẽ đi theo họ hóa ra thẩm bách tuế tự tin rằng mình có thể chinh phục diệp hồng ngư nên cố tình dẫn cô ấy đến đây để cảm nhận bầu không khí của giới phong thủy nhưng diệp hồng ngư lại thẳng thừng đáp lại rằng anh đừng nói lung tung về quan hệ của chúng ta nữa được không tôi đã có vị hôn phu rồi anh không biết sao vị hôn phu cô nói là cái tên ốm yếu trần hoàng phí đó sao hồng ngư cô đừng đùa nữa tôi nghe ông nội tôi nói rồi hắn chỉ là đồ vô dụng chưa bao giờ học phong thủy hơn nữa hai người đã hủy hôn rồi thẩm bách tuế lộ vẻ chế giễu hoàn toàn không coi tôi ra gì diệp hồng ngư lập tức chu môi tức giận nói ôm miệng anh sạch sẽ chút đi anh ấy không biết xem phong thủy không có nghĩa là vô dụng trong mắt tôi anh ấy còn tốt hơn anh ít nhất anh ấy thật thà ngay thẳng thẩm bách tuế không tức giận chỉ nói được thôi cô muốn nói sao cũng được hồng ngư cô nhìn này còn có tiệm giấy vàng mã mở kia tôi dẫn cô qua xem nhé tôi có thể làm cho người giấy sống lại cô tin không diệp hồng ngư xì một tiếng rõ ràng không tin cô ấy đi theo thẩm bách tuế về phía tiệm vàng mã tôi cũng có thể đoán được rằng thẩm bách tuế chắc chắn đang muốn dở trò hắn ta có ý định biểu diễn vài trò trước mặt diệp hồng ngư sử dụng một số mánh khóe tồi để khiến cô ấy yêu hắn ta tôi tuyệt đối không thể để hắn ta thành công vội vàng đi theo đây là một tiệm giấy vàng mã tên là tống tài các nghe tên là biết tiệm chuyên làm vàng mã để làm giấy vàng mã có lịch sử lâu đời thực chất là làm giấy để đốt cho người đã khuất trẻ trai đỏ trẻ gái xanh núi vàng núi bạc bò ngựa quần áo bất cứ thứ gì muốn đều có thể làm ra nhưng nghề này không đơn giản chút nào mặc dù phần lớn thợ làm giấy không có tài năng gì lớn chỉ là nghề mưu sinh nhưng những thợ làm giấy thật sự có bản lĩnh thì có phép thuật họ có thể khiến hồn ma dã quỷ nhập vào người giấy khiến người giấy sống lại đó là một phép nhỏ tôi đã nghe ông nội kể một câu chuyện về một thợ làm giấy có phép thuật lớn thật sự năm đó ông đi du lịch tới một thị trấn nhỏ ở miền nam muốn xin một bát nước uống khi vừa cầm bát nước lên ông nội lập tức rời đi không nói lời nào bởi vì cả thị trấn không có ai là người sống tất cả đều do một thợ làm giấy có phép thuật lớn tạo ra lúc này tôi trốn ở cửa nhìn vào tiệm giấy vàng má chỉ thấy thẩm bách tuế cầm một cây bút nhúng mực nhỏ bắt đầu vẽ lên mặt một người giấy màu xanh lá hắn còn nói hồng ngư nhìn kỹ đi tôi sẽ làm cho người giấy này sống lại ngay bây giờ vẽ mắt điểm thân đó là điều cấm kỵ của thợ làm giấy là điều dễ nhất để gọi đến những thứ bẩn thỉu tôi lập tức rút một lá bùa từ tay trái lẩm bẩm niệm chú chấn hồn để đề phòng bất ngờ nhưng tôi cũng không quá lo lắng vì thẩm bách tuế cũng học phong thủy không thể nào hắn không biết những điều cơ bản này phần lớn khả năng là hắn cố tình gây rối để biểu diễn kỹ năng của mình làm cho diệp hồng ngư phải ngưỡng mộ và thay đổi cái nhìn về hắn nhưng tôi đã dò xét xung quanh không có âm linh nào gần đây trong thời gian ngắn khó mà có chuyện người giấy bị ám thật hồng ngư nhìn kỹ đừng sợ thẩm bách tuế giả vờ thần bí vẽ mắt cho người giấy đó là một người giấy cô gái màu xanh lá được làm rất tinh xảo từ không xương đến quần áo đều có đủ nếu bị linh hồn ám thật sự rất nguy hiểm cái này không linh đâu anh lừa tôi cũng vô ích thôi diệp hồng ngư thấy người giấy không có phản ứng liền cười lạnh thẩm bách tuế bình tĩnh mỉm cười đồng thời lén nháy mắt với thợ làm giấy trong tiệm tôi đang lén quan sát thấy cảnh này tôi hiểu ra ngay không phải thẩm bách tuế có tài mà chính là thợ làm giấy hắn đã dặn dò thợ làm giấy hợp tác với hắn để diễn kịch không ngạc nhiên khi hắn tự tin như vậy thợ làm giấy khoảng 40 tuổi trong tay cầm một tòa tháp nhỏ ba tầng đó là một tòa tháp khóa hồn làm từ trầm hương dùng để thu giữ hồn ma thợ làm giấy lặng lẽ xé bỏ lá bùa trên tòa tháp tôi lập tức thấy một bóng đen lao nhanh về phía người giấy trước mặt thẩm bách tuế đó là một hồn ma khoảng 30 tuổi không còn trí tuệ vì bị nhốt lâu ngày nó đã trở thành công cụ dễ điều khiển hồn ma nhanh chóng nhập vào người giấy người giấy vốn yên tĩnh bỗng như bị một cơn gió lạnh thổi qua bay bỏng lên diệp hồng ngư thấy cảnh này liền giật mình đừng sợ có tôi ở đây thẩm bách tuế làm ra vẻ bình thản bước lên trước đứng chắn trước diệp hồng ngư tư thế trông rất dũng cảm diệp hồng ngư trốn sau lưng thẩm bách tuế mạnh dạn nhìn người giấy đang bay trên không thực ra trong lòng cô ấy cũng rất tò mò không biết chuyện gì xảy ra cô là một người vô thần cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn người giấy bay lơ lửng trên không liên tục vung tay đôi mắt không ngừng nháy miệng phát ra những tiếng cười kỳ quái Diệp Hồng Ngư liền đờ người ra, điều này đã lật đổ thế giới quan của cô ấy, thật đáng sợ. Bách Tuế, anh nhanh chóng làm cho thứ này trở lại bình thường đi. Tôi tin anh rồi, tôi tin anh giỏi, mau thu lại nó đi, nếu không tôi sẽ gặp ác mộng mất. Diệp Hồng Ngư sợ hãi nói. Thẩm Bách Tuế cười đầy quyến rũ, sau đó giơ tay phải lên, vẽ một lá bùi trống rỗng trong không trung, rồi đẩy nó về phía người giấy. Đồng thời, hắn liếc nhìn Thợ Làm Giấy, nháy mắt và miệng lẩm bẩm câu thần chú. Ác quỷ từ đâu dám hù dọa vị hôn thê của ta? Cút đi! Thợ Làm Giấy lập tức niệm chú chấn hồn đồng thời dán một lá bùa lên tháp khóa hồn để thu lại hồn ma. Tôi cười lạnh, hôm nay chúng gặp phải tôi thì đừng hòng giả vờ nữa. Thế là tôi niệm chú dưỡng hồn, một luồng thần thức đánh vào người giấy, như vậy, người giấy đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Hồn ma hút lấy thần thức của tôi và bừng tỉnh, trí tuệ đã bị giam giữ bỗng nhiên khôi phục, nó hét lên một tiếng chói tai, tiếng cười khóc vang lên nghe vô cùng bi thương và thê lương, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Nó lao về phía Thẩm Bách Tuế như kẻ điên, bóp chặt cổ của Thẩm Bách Tuế. Thẩm Bách Tuế hoảng sợ, tay chân loạn xạ, Diệp Hồng Ngư cũng bị người giấy đột nhiên trở nên hung hãn dọa sợ, trốn vào góc tường run rẩy, yêu nghiệt, đừng làm hại người. Thợ làm giấy nhíu mày, rút ra một thanh kiếm gỗ nào treo trên tường và lao tới. Thanh kiếm đâm vào người giấy nhưng vô tác dụng, thanh kiếm gỗ nào thậm chí còn phát ra tiếng rắc và gãy đôi. Thợ làm giấy này đạo hạnh quá nông, so với tôi thì khác xa. Người giấy không dừng lại, tiếp tục tấn công vào tiệm giấy vàng má. Thợ làm giấy dù dán thêm vài lá bùa lên mình cũng không có tác dụng. A, à, chú Trương, chuyện gì vậy? Sao người giấy lại trở nên hung hãn thế? chúng ta không đánh lại được nó thẩm bách tuế nói với vẻ hoảng sợ thợ làm giấy cũng bối rối nó đã bị nhốt suốt 6 năm rồi sát khí đã tiêu tan từ lâu tại sao đột nhiên không nghe lệnh nữa xong rồi nguy rồi thẩm bách tuế sợ hãi nói đồng thời hắn cố lấy can đảm thẩm bách tuế tiếp tục nắm lấy người giấy và nói ngừng lại ngay nếu không ông nội tôi tới ông ấy sẽ khiến ngươi không bao giờ được siêu thoát vừa dứt lời thợ làm giấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó ông ta liền quỳ sụp xuống đất miệng hét lớn tôi sai rồi tôi sai rồi xin cao nhân xuất hiện xem ra ông ta cũng có chút mắt nhìn nhưng thẩm bách tuế thì bối rối chú trương ý chú là gì cao nhân nào cơ thợ làm giấy quỷ trên đất nói chúng ta đang diễn trò nhưng bị cao nhân phát hiện ông ấy đang trừng phạt chúng ta cao nhân này có đạo hạnh rất sâu vượt xa tôi bách tuế mau quỳ xuống nếu không hôm nay chúng ta sẽ không thoát được đâu thẩm bách tuế tuy kiêu ngạo nhưng mạng sống là quan trọng nhất hắn liền quỳ sụp xuống ngay cao nhân xin ngài hiện thân hai người cùng cầu xin lúc này tôi mới bước ra từ cửa và tiến vào thẩm bách tuế nhìn thấy một người trẻ tuổi hơn mình bước ra không coi tôi ra gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau tôi khó chịu nói mày là ai tránh ra đừng cản đường cao nhân bách tuế im miệng đây chắc là đồ đệ của cao nhân thợ làm giấy ngăn cản thẩm bách tuế tôi quay sang nói với tôi tiểu sư phụ xin ngài cầu xin sư phụ ra tay thu lại thần thông này lúc này diệp hồng ngư đang trốn ở góc không dám thở mạnh bỗng hét lên anh hoàng bì sao anh lại đến đây nguy hiểm chạy đi diệp hồng ngư đứng trước mặt tôi dường như quên mất nỗi sợ hãi không sao tôi có thể giải quyết việc này tôi nói với giọng ôn hòa rồi bước vào tiệm giấy vàng mã anh chính là tên ốm yếu trần hoàng bi cũng không giống lắm so với lời hồng ngư nói thật thà ngay thẳng nhỉ còn biết giả vờ nữa thẩm bách tuế thấy tôi xuất hiện quên cả sợ hãi mà chế giễu nói xong hắn còn vô thức đứng dậy rõ ràng không muốn thấp kém hơn nhưng vừa đứng dậy người giấy đã điên cuồng tấn công hắn nó đập vào đầu và giật tóc hắn anh hoàng bi đừng lại gần nó nó rất hung dữ tôi mỉm cười và bước thẳng về phía người giấy đang bay thẩm bách tuế cúi đầu nhìn tôi vẻ mặt đầy sự hả hê rõ ràng hắn mong rằng người giấy sẽ giết chết tôi tôi lấy ra lá bùa trấn hồn đã chuẩn bị sẵn chỉ cần dán lên người giấy hồn ma sẽ bị tiêu diệt người giấy cũng đang nhìn tôi ban đầu nó yên lặng một lúc rồi đột nhiên trở nên hung ác hơn nó giơ móng vuốt ra như muốn liều mạng nhìn vào đôi mắt vô hồn của nó tôi lắc đầu ngao ngắn. nó lẽ ra đã được đầu thai nhưng bị giam giữ nhiều năm dù tôi vừa truyền cho nó một chút thần thức nhưng nó vẫn khó có thể khôi phục trí tuệ ngươi cũng chỉ là một công cụ hôm nay gặp ta ta không giết ngươi mà sẽ giúp ngươi siêu thoát tôi lẩm bẩm ha 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 dân hoàng bì không đánh được ác linh lại còn bịa chuyện để tự bào chữa thằng này thật thú vị đúng là biết tìm cớ giỏi ẩm bách tuế không nhịn được cười hắn cũng học phong thủy biết rằng siêu độ khó hơn giết linh hồn tôi không để ý đến hắn chắp tay và niệm chú siêu độ thái thượng xá lệnh siêu độ hồn ma xá lệnh các chúng sinh khẩn cấp siêu sinh sau khi niệm xong tôi giơ ngón tay trỏ lên nhanh chóng điểm vào chán người giấy bị điểm chúng người giấy đứng yên trong chốc lát rồi đột nhiên toàn thân co giật dữ dội khuôn mặt trở nên dữ tợn miệng phát ra tiếng gào thét lạnh lẽo Trần hoàng bì đồ ngốc đừng giả vờ hiểu biết ngươi sẽ chọc giận ác linh và hại chết chúng ta thẩm bách tuế thấy cảnh này liền vô thức chạy về phía cửa diệp hồng ngư cũng lo lắng nhỏ giọng nói với tôi anh hoàng bì có vẻ nó sắp phát điên rồi chạy thôi hai người vừa dứt lời người giấy đang nổi điên đột nhiên im lặng nó lơ lửng trên không không động đậy dần dần khóe miệng của nó nhếch lên tạo thành một nụ cười bình yên cười rồi lại khóc chắc hẳn nó nhớ lại tiền kiếp của mình nhớ ra rằng vẫn còn người thân trong thế gian không muốn rời xa đột nhiên nó quỳ gối xuống trang trọng lại tôi ba lần đi đi tôi bình tĩnh nói người giấy lập tức bốc cháy chỉ khoảng nửa phút sau nó biến thành một đống cho tàn tiểu tiên sinh thật tài giỏi đa tạ đã cứu mạng xin hỏi sư phụ của cậu là ai thợ làm giấy thở phào nhẹ nhõm đứng dậy cảm ơn tôi tuy nhiên ông ta vẫn nghĩ rằng sư phụ tôi đã giúp đỡ âm thầm dù sao tôi còn trẻ không thể có khả năng như vậy tôi không thừa nhận hay phủ nhận rằng tôi có sư phụ chỉ nói với ông ta Học được một chút tài năng không phải để giúp ngươi lừa gạt người khác. Nếu còn tái phạm, ta không thể giúp ngươi nữa. Diệp Hồng Ngư, thông minh, đã hiểu rõ ý tôi. Cô ấy giận dữ nói, thẩm bách tuế, anh thật đáng ghét, đừng nghe hắn nói bậy, tất cả đều là do thằng nhóc này thuê người diễn trò. Nó muốn phá hoại mối quan hệ của chúng ta, thằng nhóc này có ý đồ xấu, để anh đưa em về nhà nhé. Thẩm bách tuế nói mặt dày, em không cần anh đưa. Diệp Hồng Ngư khinh thường liếc nhìn thẩm bách tuế, rồi đến bên tôi, bất ngờ nắm tay tôi, cười nói. Anh Hoàng Bì, tối nay anh đưa em về nhà nhé tôi gật đầu để diệp hồng ngư nắm tay tôi kéo đi trái tim tôi đập loạn nhịp như con nai chạy nhảy chúng tôi bắt một chiếc xe và đến dinh thự nhà họ diệp đứng trước cổng tôi có rất nhiều điều muốn nói với diệp hồng ngư nhưng không biết bắt đầu từ đâu anh hoàng bì anh thật sự biết những tài năng đó sao trước đây em không tin nhưng hôm nay em đã tin rồi diệp hồng ngư nhìn tôi đầy phấn khích nói anh hoàng bì anh vào nhà em ngồi một lát nhé mặc dù ba em không muốn chúng ta ở bên nhau ba em cũng không dễ dàng gả cho anh nhưng em cảm thấy anh hơn hẳn mấy tên công tử ăn chơi ở thành phố họ không phải mê vẻ ngoài của em thì cũng vì tiền nhà em nhưng anh thì khác em thấy anh rất chân thật anh đi gặp ba em đi nếu vì sự xuất hiện của anh mà ba em thay đổi ý định về chuyện liên hôn với thẩm bách tuế thì thật tuyệt biết bao nhìn khuôn mặt đầy kỳ vọng của diệp hồng ngư tôi không nỡ từ chối cô ấy như bị ma cẩy dẫn lối tôi theo cô ấy vào nhà họ diệp diệp thanh sơn đang ngồi trong phòng khách biệt thự chơi với một món đồ cổ trông ông ta đích thị là một người giàu có ba nhìn xem ai đến này diệp thanh sơn ngẩng đầu lên khi nhìn thấy tôi lông mày ông ấy rõ ràng nhíu lại hoàng bì sao cậu lại đến tây giang diệp thanh sơn giấu đi sự khó chịu hỏi tôi tôi nói rằng ở quê chán quá nên muốn ra ngoài xem thế giới vậy cậu đã tìm được việc chưa công ty của chú diệp có nhiều lắm để chú sắp xếp cho cậu một vị trí ba anh hoàng bì cũng là thầy phong thủy đấy vừa rồi con thấy anh ấy bắt ma diệp hồng ngư hớn hở giới thiệu tôi nhưng diệp thanh sơn vẫn không động lòng thậm chí sắc mặt ông còn trở nên u ám hơn hoàng bì à chú không muốn hồng ngư dính vào những thứ này hai đứa đã hủy hôn rồi để tránh gây hiểu lầm sau này cậu đừng liên lạc với hồng ngư nữa cậu có thể hứa với chú không tim tôi đập lỡ nhịp cảm giác chua sót và nhục nhã trào dâng chỉ cần cậu đồng ý với chú chú sẽ lo liệu cho cậu một công ty và giới thiệu cho cậu một tiểu thư danh giá đảm bảo cả đời cậu sẽ sống trong vinh hoa phú quý diệp thanh sơn thấy tôi không nói gì liền tiếp tục dụ dỗ tôi vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa ai nói con gái tôi sẽ kết hôn với thẩm bách tuế cùng với giọng nói lạnh lùng đó một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước ra bà ấy mặc một chiếc sườn xám màu xanh lá đậm è ngoài quyến rũ và vẫn còn rất mặn mà, bà ấy tên là Hứa Tình, vợ của Diệp Thanh Sơn. Mẹ cũng không muốn con lấy tên thẩm bách tuế hư hỏng đó chứ. Diệp Hồng Ngư vui mừng reo lên, làm núng. Tôi cũng lắng tai nghe, tự hỏi liệu người phụ nữ này có đứng về phía tôi không. Hứa Tình không trả lời ngay, mà cầm chai nước hoa trong tay, liên tục xịt lên người mình. Xịt xong, bà ấy còn xịt quanh không khí. Tôi không bận tâm, nghĩ rằng bà ấy chỉ là một người phụ nữ thích làm đẹp. Tất nhiên, con gái tôi không thể nào lấy thẩm bách tuế được. Mẹ đã tìm được một chàng rể mới sẽ dẫn con đi gặp cậu ấy ngay nói xong hứa tình liền kéo diệp hồng ngư đi người chàng rể mà bà ấy nhắc đến rõ ràng người mà bà ấy nhắc đến không phải là tôi đang thất vọng thì hứa tình tiến lại gần tôi từ mùi nước hoa nồng nặc tôi lập tức ngửi thấy một mùi khác đó là một mùi hôi thối vô cùng khó chịu mùi này kết hợp với nước hoa trở nên quái lạ và khó chịu nhưng diệp thanh sơn và những người khác dường như không nhận ra tôi rất quen với mùi hôi này đó chính là mùi của một con chồn đực đã thành tinh tôi giữ bình tĩnh lập tức vận khí và nhìn kỹ khuôn mặt của hứa tình trên mặt bà ấy phủ một lớp khí xanh đôi mắt thì mở to tròn đồng tử đen thấm và sáng bóng đây đâu phải là mẹ của diệp hồng ngư hứa tình rõ ràng đây là con trồn xanh hôm trước trốn dưới gầm xe nhà họ diệp lúc gia đình rời khỏi làng nhìn thấy hứa tình bị con trồn này ám tôi cảm thấy căng thẳng chưa nói đến việc bà ấy có thể là mẹ vợ tương lai của tôi rõ ràng mục tiêu của con trồn này là diệp hồng ngư nhưng tôi không thể ra tay mẹ người có mùi gì thế diệp hồng ngư bị hứa tình nắm lấy cổ tay cô ấy cũng ngửi thấy mùi hôi Đi theo mẹ, mẹ sẽ cho con xem người đàn ông tốt mà mẹ đã chọn." Hứa Tình kéo Diệp Hồng Ngư và lôi cô ấy lên lầu. Diệp Thanh Sơn nhận thấy có điều gì đó không ổn, vừa đuổi theo vừa hỏi, "Hứa Tình, em đang làm gì vậy?" Hứa Tình không nói một lời, liền ôm chặt Diệp Hồng Ngư, chạy lên lầu nhanh như gió. Diệp Thanh Sơn ngây ra, rõ ràng ông ấy không ngờ rằng, người vợ vốn yếu đuối của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Ông quên cả đuổi theo, tôi lo đến phát điên nhưng lại không dám phá vỡ quy tắc của ông nội. Tôi vội hét lên với Diệp Thanh Sơn, "Chú Diệp, đuổi theo đi!" mau mời thầy phong thủy đến giúp cháu ân là thím đã bị dính thứ gì đó không sạch sẽ rồi vừa dứt lời hứa tình bỗng quay đầu lại nhìn tôi trừng trừng ánh mắt bà ấy đầy sự hung dữ như cảnh cáo tôi đừng can thiệp nghĩ đến con chồn cái đã đặt lễ hỏi cho tôi ở quê tôi đoán rằng con chồn đực này của nhà họ diệp rõ ràng muốn cưới diệp hồng ngư cướp đi phúc phần mà ông nội đã định cho tôi và cô ấy tôi và diệp thanh sơn cùng đuổi theo lên lầu nhưng hứa tình đã khóa cửa phòng tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của diệp hồng ngư cô ấy hoảng sợ kêu lên mẹ đừng mẹ đang làm gì vậy rất nhanh cô ấy lại hét lên ba cứu con mẹ điên rồi bà ấy không phải mẹ con diệp thanh sơn ra sức đá cửa nhưng không thể mở được anh hoàng bì cứu em diệp hồng ngư lại bắt đầu cầu cứu tôi tôi lo lắng như lửa đốt muốn ra tay giúp nhưng lý trí nói với tôi rằng tuyệt đối không được vi phạm quy tắc của ông nội một khi ra tay không chỉ ông nội có thể không vào luân hồi mà cả gia tộc trần của chúng tôi cũng có thể gặp tai ương hoàng bì hồng ngư không phải nói anh cũng có bản lĩnh sao anh mau nghĩ cách đi Diệp Thanh Sơn lo lắng đến nỗi chán đổ mồ hôi lạnh, nghiêm giọng nói với tôi. Tôi do dự, lưỡng lự không quyết định được, một bên là vợ chưa cưới bị thú vật làm nhục, một bên là tai họa vô tận, anh Hoàng Vi, em sợ quá. Diệp Hồng Ngư lại kêu gọi tôi trong sự sợ hãi, nghe tiếng kêu của Diệp Hồng Ngư, tôi cứng rắn trong lòng và đưa ra quyết định, nếu ngay cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được, thì có bản lĩnh để làm gì? Có tâm ma này, sau này tôi khó mà tiến bộ trên con đường phong thủy. Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa. Ông nội, xin lỗi, cháu bất tài, không giữ được lời hứa thở dài một tiếng tôi tay phải bấm quyết chấn yêu chuẩn bị ra tay đúng lúc này từ đại sảnh biệt thự vang lên một tiếng quát lớn ngươi là yêu nghiệt đừng có làm loạn cùng với giọng nói đó một người đàn ông trung niên khoảng 35 đến 36 tuổi bước vào ông ta mặc áo dài màu xanh phí chất nho nhã nhưng đeo sau lưng một thanh đao sắt nửa chừng ông ta cực kỳ tuấn tú khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến người khác cảm thấy uy nghiêm bước vào biệt thự ông ta trực tiếp đặt một lư hương xuống sàn đại sành rút ra năm nén hương và thắp lên ông ta nhìn chằm chằm vào hương khói hương dần dần bay lên ông ta nhâm mắt miệng lẩm bẩm như đang suy si tính điều gì thì ra là thuật quan hương câu nói thần ba quỷ bốn tiên năm là như vậy người bình thường chỉ biết khi thắp hương thì thần ba quỷ bốn nhưng rất ít người biết rằng còn có tiên năm nghĩa của điều này là kính thần thắp ba nén hương bái quỷ đốt bốn nén hương còn người tiên thì thắp năm nén tiên ở đây chính là những yêu tinh đã tu thành linh trí thì ra là một con hoàng đại tiên đã đắc đạo hôm nay ngươi gặp phải ta hồ đao ngày chết của ngươi đã đến Người đàn ông mặc áo dài xanh quan sát hương rồi lạnh lùng nói. Không đơn giản, trực giác nói với tôi rằng người đàn ông trung niên này. Tự xưng là Hồ Tam Đao, tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Tôi thở phào và giải tán quyết chấn yêu trong tay. Ao nhân, xin hãy ra tay cứu con gái tôi. Diệp Thanh Sơn chắc chắn sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Diệp Thanh Sơn nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói. Hồ Tam Đao gỡ thanh đại đao nửa chừng trên lưng xuống. Rồi mạnh mẽ cắm xuống đất. Trời ơi, thanh đao này thật nặng. Nó đã đập vỡ một lỗ lớn trên nền đá cẩm thạch. Ông ta chụp một chút hương khí rồi xoa lên đao. Sau đó rút đao ra và chém mạnh vào không khí. Từ phòng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng kêu thét của một con trồn vàng. Đồng thời, một tiếng va đập lớn vang lên trên cánh cửa. Cửa đã bị đập vỡ một lỗ lớn, một con trồn vàng to lớn lao ra ngoài, lao thẳng vào Hồ Tam Đao. Hồ Tam Đao không thay đổi sắc mặt, hừ lạnh, đỡ lấy một đao của ta, kết thúc nghiệp chướng này." Lời vừa dứt, ông ta ném thanh đao nửa chừng ra. Con trồn vàng đụng phải đao, cả đầu của nó bị chém đứt, cái đầu rơi xuống đất và lăn qua lăn lại. Ông ta tiến lên, bắt lấy đao và chém thêm một nhát chặt con trồn thành ba mảnh thịt nát thật là một tay võ giỏi cô tam đao toàn thân tràn đầy khí huyền dương có lẽ ông ta đã đạt đến cảnh giới cao tôi không thể không khen ngợi diệp thanh sơn đã đẩy cửa vào phòng anh ta thấy vợ mình hứa tình bất tỉnh trên sàn còn diệp hồng ngư thì co rúm lại ở góc tường run rẩy hồng ngư có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì diệp thanh sơn lo lắng hỏi diệp hồng ngư vẫn còn hoảng sợ nói vừa mới vào phòng mặt của mẹ đột nhiên biến thành một con trồn vàng nó nghe răng với con thật đáng sợ nó không làm con bị thương chứ?" Diệp Thanh Sơn lo lắng hỏi. "Không, nó không đến gần con, nó chỉ luôn dọa con thôi." Diệp Hồng Ngư trả lời. Nghe lời của Diệp Hồng Ngư, tôi hơi ngạc nhiên, con trồn không làm gì với cô ấy, điều này không hợp lý. Theo lý thuyết, nếu con trồn này muốn đoạt lấy phúc khí, không thể lãng phí thời gian được, chẳng lẽ là vì mệnh cách của Diệp Hồng Ngư quá mạnh nên nó cũng bó tay? Nhưng cảm giác không thể nào như vậy được, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác, con trồn này đã đến đây hai ngày rồi, tại sao lại đợi đến tối nay khi tôi xuất hiện mới ra tay? khi tôi đang bối rối, Diệp Thanh Sơn bước ra ngoài. Anh ta ôm quyền cảm ơn Hồ Tam Đao, nói: "Đa tạ cao nhân đã giúp đỡ, nếu ngài cần gì, cứ việc nói." Hồ Tam Đao dường như không để Diệp Thanh Sơn vào mắt, chỉ thờ ơ nói: "Ngươi đã phá vỡ quy tắc của Thanh Ma Quỷ Thủ, chuyện này không dễ giải quyết đâu, tốt hơn hết là ngươi tự biết mình và sớm tỉnh ngộ." Ông ta đang giúp tôi đẩy mạnh cuộc hôn nhân này sao? Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ ông ta quen ông nội tôi? Khi tôi còn đang tò mò, tôi vô tình nhìn thấy hư hương, hương trên sàn, nhìn vào, tim tôi như thắt lại năm nén hương thắp trước đó thì cây hương bên phải đã tắt cây thứ hai từ dưới đốt cháy rất nhanh chỉ trong nháy mắt đã cháy hơn nửa tạo thành ba cao một thấp thần ba quỷ bốn hiện tượng này của ba cây rưỡi là vô cùng tà ác điều này chứng tỏ biệt thự vẫn còn thứ gì đó bán thần bán quỷ tần hoàng bi mau đi theo ta hồ tam đao cũng nhìn thấy cảnh này ông ta dập tắt hương thu dọn lư hương và đột nhiên nói với tôi hồ tam đao thậm chí còn gọi tên tôi và bảo tôi đi theo ông ta có vẻ như ông ta thật sự biết ông nội tôi nhìn vào đạo hạnh mà ông ta vừa thể hiện ông ta thật sự có khả năng thực sự có lẽ đây là một người đáng tin cậy ông hồ ông không thể đi như thế này được phiền ông giúp đỡ thêm giúp gia đình diệp chúng tôi giải quyết triệt để rắc rối này nghe thấy hồ tam đao sắp đi diệp thanh sơn vội vàng nói hồ tam đao nhìn diệp thanh sơn và nói chôn xác con trồn vàng này dưới cây liễu ở sân sau tạm thời sẽ ổn thôi còn sau này tôi cũng không thể làm gì được vẫn là câu nói đó người đã phá vỡ quy tắc của thanh ma quỷ thủ tốt nhất hãy sớm tỉnh ngộ vẫn còn kịp nói xong hồ tam đao liếc nhìn tôi Ta hiệu bảo tôi đi theo ông ta, Diệp Thanh Sơn rõ ràng đã hiểu ý của Hồ Tam Đao. Anh ta có chút không vui nói, nhưng mà, Trần Hoàng bị anh ta, tôi biết Diệp Thanh Sơn không coi trọng tôi, nghĩ rằng tôi không xứng với con gái anh ta, nhưng không tiện nói thẳng ra. Sau đó, tôi thở dài và đi theo Hồ Tam Đao rời đi. Chúng tôi đi đến một con hẻm cách nhà họ Diệp khoảng một cây số. Hồ Tam Đao dừng lại, và tôi cũng đứng lại theo. Sau đó tôi mới biết mạng sống của ông ta là do ông Trần cứu. Vì vậy, khi tôi gặp khó khăn, ông ta sẽ không ngồi yên tôi cảm nhận được sự chân thành của ông ta như người thân. Chú Đao, hành động của con trồn vàng này có chút kỳ lạ. Ban đầu tôi nghĩ nó muốn cưới Hồng Ngư để đoạt lấy phúc khí. Nhưng nó lại không làm vậy, mà chỉ dọa Hồng Ngư suốt. giống như nó đang kích thích tôi ra tay. Đây là chuyện gì vậy? Hồ Tam Đao ngạc nhiên nhìn tôi và nói. Không hổ là cháu của thanh ma quỷ thủ, thông minh tuyệt đình. Đúng vậy, mục đích ban đầu của con trồn vàng là đoạt phúc khí. Nhưng từ khi đến nhà họ Diệp, nó đã bị kiểm soát. hồi nãy, nó rõ ràng muốn kích thích cậu ra tay. Như vậy cậu sẽ phá vỡ quy tắc mà ông nội cậu đã đặt ra, và mối hôn nhân giữa cậu và Diệp Hồng Ngư sẽ thất bại. Nghe lời của Hồ Tam Đao, lưng tôi lạnh toát mồ hôi. Không lạ gì khi con trồn vàng lại chờ đến khi tôi xuất hiện để gây rối. Thì ra nó đã trở thành công cụ của kẻ khác, quá nguy hiểm, suýt nữa tôi đã ra tay giúp nhà họ Diệp rồi. Cảm ơn chú Đao đã kịp thời đến, tôi vẫn còn trẻ bốc đồng quá. Nhưng con trồn vàng này tôi đã tiếp xúc trước đây, có lẽ ít nhất nó đã tu luyện được 200 năm, sắp thành tiên rồi. Rốt cuộc thứ gì đang kiểm soát nó vậy? là nén hương trong lư hương vừa nãy ba cây rưỡi ám chỉ thứ đó đúng không hồ tam đao châm một điếu thuốc và trầm ngâm một lúc lâu sau ông ta lắc đầu nói với tôi tôi cũng không rõ chỉ biết nó rất mạnh quả thật là một thứ tả ác có lẽ tôi phải cẩn thận hơn dù nó nhằm vào ai tôi cũng cần nhanh chóng kết hôn với nhà họ diệp như vậy tôi sẽ không phải lo lắng khi đối mặt với nó hồ tam đao thấy tôi im lặng tưởng rằng tôi sợ ông ta vỗ vai tôi cười và nói đừng lo lắng ông nội cậu rất lợi hại mà ngay khi tôi định đứng dậy để về tôi đột nhiên nhận ra mắt của hồ tam đao trúng sâu cung tử tức khu vực về con cái dường như có chút huyết khí bao quanh đây không phải là điểm tốt ám chỉ ông ta có dấu hiệu tuyệt tự vì vậy tôi liền hỏi hồ tam đao chú đao chú có con cái không chú giúp cháu phá giải tai họa này chắc chắn đã đắc tội với thứ đó rồi nó có thể kiểm soát cả hoàng đại tiên chứng tỏ nó đã có thần thông cháu lo nó sẽ trả thù chú cháu có thể đến nhà chú kiểm tra được không hồ tam đao nhìn tôi không kìm được nói hoàng bì cháu có phải đã thừa hưởng chân truyền của ông nội không tôi gật đầu Hồ Tam Đao đột nhiên ngửa mặt cười to, nói, mọi người đều nghĩ rằng tất cả khả năng thông thiên của Trần Ngôn đã xuống mồ theo ông ấy, tưởng rằng cháu của ông ta chỉ là một kẻ vô dụng bệnh tật, đặt tên là Hoàng Bì chỉ để sống tạm bợ, nhưng ai mà ngờ rằng, nếu thật sự là như vậy, làm sao lão tử lại có thể? Sau khi cười xong, ông ta nhìn tôi và nói, thôi được rồi, Hoàng Bì, đi với chú một chuyến. Biết đâu có thể hiểu trước được, rốt cuộc thứ gì đang ẩn nấp trong nhà họ Diệp, nhưng cháu phải hứa với chú, gặp rắc rối không được ra tay. Giao hết cho chú xử lý cháu còn trẻ có những rắc rối cháu chưa đủ khả năng giải quyết hồ tam đao rõ ràng cũng đánh giá thấp khả năng của tôi tôi chỉ gật đầu đồng ý và đi theo ông ta nhà của hồ tam đao nằm ở vùng ngoại ô phía nam trong một căn nhà nhỏ tôi liếc nhìn qua một lần dù không phải là phong thủy bảo địa nhưng cũng là một nơi tốt nhưng càng đến gần căn nhà tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn mơ hồ tôi nhận thấy một luồng sát khí dường như có thứ gì đó bẩn thỉu ở đây hồ tam đao cũng nhanh chóng nhận ra và sẵn sàng rút đao bất cứ lúc nào chúng tôi dừng lại cách căn nhà khoảng năm sáu mét từ xa tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên dầm cửa Đung đưa qua lại hoàng mi cẩn thận hồ tam đao đưa tay ngăn tôi lại chuẩn bị tiến về phía cửa tôi lắc đầu và nói chú đao đó không phải là sinh vật sống cháu không cảm thấy một chút sinh khí nào từ nó mau về xem tình hình con cái thế nào hồ tam đao nghi hoặc nhìn tôi thậm chí ông ấy cũng không thể nhìn ra từ xa như vậy sao một thanh niên 20 tuổi như tôi lại có thể phát hiện ra quả nhiên khi đến gần ông ta nhìn kỹ thì thấy đó là một con rắn đã chết đó là một con rắn trăm bước màu xám dài hơn một mét với hoa văn kỳ lạ trên thân cái chết của nó còn kỳ lạ hơn cơ thể nó quấn quanh dầm cửa cuối cùng dùng đuôi móc vào dầm cửa đầu trúc xuống và cuộn tròn cơ thể nó đã tự treo cổ chết con rắn tự thắt cổ vào giờ tí rắn treo cổ vào giờ tí giờ sử quỷ hiệp cổ để tang đây là dấu hiệu đòi mạng lúc đó đúng vào giờ tí nếu không có gì bất ngờ nhà họ hồ sẽ có người chết giờ sử sẽ có âm binh đến bắt hồn còn gọi là quỷ đến treo cổ để tang chắc chắn đây là sự trả thù từ thứ gì đó ở nhà họ diệp Hồ Tam Đao đã can thiệp vào chuyện này, nên đây vừa là sự trả thù, vừa là lời cảnh cáo. Chú Đao, mau vào trong kiểm tra con đi. ở đây để cháu lo, tôi lo lắng nói. Hồ Tam Đao lập tức chạy vào trong nhà, còn tôi thì dùng kiếm gỗ đào để hạ sát con rắn xuống. Tôi không đốt nó, mà dùng một cái túi vải để gói lại. Vì lát nữa tôi sẽ cần nó để phá giải sát khí và tìm hiểu ai đứng sau chuyện này. Sau đó tôi cũng bước vào nhà. khi vào trong, tôi thấy Hồ Tam Đao đứng bất động trước cửa phòng, cơ thể cứng đờ. Hồ Tam Đao đã ly hôn, ông có một cậu con trai 10 tuổi tên là Tiểu Minh tôi thấy tiểu binh đang nằm sấp trên giường toàn thân trần truồng cổ có một vết hằn đỏ như bị rắn siết chặt nhưng cậu bé không chết mà đang quằn quại trên giường nhìn rất đáng sợ giống như đang bắt trước một con rắn tiểu binh hồ tam đao nhanh chóng phản ứng gọi to và chạy về phía tiểu binh ông ta ôm lấy cơ thể của tiểu binh nhưng nhanh chóng buông ra tôi cũng tiến lại gần và sờ thử cơ thể cậu bé lạnh ngắt tôi kiểm tra mũi không còn thở nữa nhưng cơ thể của cậu bé vẫn tiếp tục co giật thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra giống như một con rắn đang thè lưỡi con rắn yêu lớn mật trả con ta lại đây hồ tam đao lại lấy lư hương ra thắp năm nén hương cũng giống như ở biệt thự nhà họ diệp đốt hương và bốc lấy hương rồi vung đao chém ra với nhát đao mạnh mẽ của hồ tam đao cuối cùng tiểu binh cũng ngừng lại cậu bé nằm bất động ngay lúc đó bên ngoài vang lên những tiếng động nhỏ quay đầu nhìn thấy vô số con rắn trăm bước màu xám bỏ tới cảnh tượng thật hoành tráng nhưng cũng đầy âm u giận người mắt của hồ tam đao đỏ rực ông ta cầm nửa thanh đao và lao về phía trước một nhát hai nhát ba nhát mỗi nhát đao của hồ tam đao chém xuống đều có hàng chục con rắn trăm bước bị chém nát cơ thể chúng bị cắt thành từng mảnh có con thậm chí biến thành một đống thịt nhão vẫn còn vô số con rắn trăm bước từ bên ngoài sân bò vào giống như một biển rắn tôi sững sờ nhìn cảnh này xung quanh đây không hề có hang rắn nào sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều như vậy kẻ đứng sau vụ này có sức mạnh quá đáng sợ vừa có thể điều khiển hoàng đại tiên vừa có thể khống chế cả đàn rắn tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết đối thủ mà tôi phải đối mặt mạnh đến thế nào điều này khiến tôi càng tò mò hơn rốt cuộc thứ nửa thần nửa quỷ này là gì nhìn hồ tam đao vẫn đang chém giết không ngừng với đôi mắt đỏ rực tôi chỉ biết lắc đầu bất lực nếu ông ta tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng kiệt sức ngoài việc chút giận không có ý nghĩa gì chú đao dừng lại đi tôi đưa tay ngăn hồ tam đao lại và nói nhưng hồ tam đao không có ý định dừng lại nỗi đau mất con khiến ông ta mất hết lý trí vẫn tiếp tục chém từng nhát đao không có tác dụng đâu chúng chỉ là tốt thí chúng chỉ là quân cờ của kẻ đứng sau nó đang cảnh báo chú không nên xen vào chuyện này chú càng tức giận mất bình tĩnh nó càng hài lòng tôi tiếp tục nói với hồ tam đao hồ tam đao ngửa mặt lên trời hét lớn tôi ra đây lén lút hại gia đình ta thì có gì giỏi có gan thì ra đây đấu với ta ta nói cho người biết chuyện của trần hoàng bì ta quản chắc rồi dù ngươi có giết vợ con ta phá hoại mộ tổ nhà ta ta cũng sẽ không dừng tay tiếng hét của hồ tam đao đầy bi thương và kiên cường khiến tôi cảm động tất cả những khó khăn mà ông ấy chịu đựng đều là vì tôi tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chú đao để cháu lo nói xong tôi lấy ra lá bùa trấn yêu lần này tôi còn gia tăng linh lực của mình vào lá bùa sau đó, tôi lấy chiếc chuông đồng ra và lắc nhẹ bằng tay trái. Tôi thầm niệm, giữa trời đất, bốn bể đều là nhà. Yêu quái trốn chạy, một lá bùa tìm ra dấu vết. Niệm xong, tôi tung ra lá bùa trấn yêu, lá bùa biến thành một đống lửa bay đi. Tôi dõi theo lá bùa trấn yêu, chạy theo đến tận cửa, lá bùa nhanh chóng bay tới, một cái cây lớn cách khoảng 500 mét, rồi hóa thành cho bụi. Tôi thấy trên cái cây đó cuộn một con rắn lớn, to bằng miệng bát và dài 7, 8 mét, như một con rồng nhỏ. Lá bùa trấn yêu của tôi không làm tổn thương nó, nhưng nó có linh trí cao, nhìn tôi một cái, dường như biết rằng không phải đối thủ nó nhanh chóng xuống cây và bỏ đi khi con rắn lớn bỏ đi những con rắn nhỏ cũng tản ra khắp nơi đội hình rắn bị tan rã yêu nghiệt trả mạng con ta đây hồ tam đao thấy được con rắn chủ chốt liền định đuổi theo tôi kéo hồ tam đao lại và nói chú đao giết nó không có ý nghĩa gì nó không phải là kẻ gây ra chuyện này chỉ thêm tội nghiệp mà thôi chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm có lẽ khả năng của tôi đã được hồ tam đao công nhận ông ta dừng bước lại hoàng bì chú không ngờ cháu lại tài giỏi như vậy đúng là cháu của thầy trần cháu nói đúng chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm ta phải lo cho tiểu binh được an táng nói xong câu này hồ tam đao vốn phong độ và mạnh mẽ bỗng nhiên già đi rất nhiều hai bên tóc mai của ông ấy bạc đi rõ rệt không chú đao tiểu binh chưa hết thọ vẫn còn cơ hội cứu tôi có thể cứu cậu ấy nhưng sẽ rất nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của chú tôi nghiêm túc nói với hồ tam đao gì cơ cậu có thể cứu tiểu binh sao hồ tam đao nhìn tôi với vẻ không tin nổi sự không tin của ông ấy là dễ hiểu vì tiểu binh bị tinh quái nhập hồn không giống như hứa tình hứa tình chỉ đơn giản bị hoàng đại tiên nhập nhưng tiểu binh thì rõ ràng đã mất hồn cậu ta vẫn có thể cử động là do bị khống chế tôi giải thích với hồ tam đao đúng vậy mặc dù tiểu binh đã mất hồn nhưng cậu ấy chưa hết thọ ngọn đèn dương thọ chưa tắt chỉ cần tìm được hồn phách của cậu ấy sẽ còn cơ hội cứu sống hồ tam đao lâm vào trầm tư ông không dành về pháp thuật thu hồn này nên việc hiểu cũng không dễ dàng tôi tiếp tục giải thích với ông ta giờ tí rắn treo cổ giờ xử quỷ treo tang đây là cách giết người vô cùng tà ác bởi vì tiểu binh chưa hết thọ đáng lẽ không nên chết nên kẻ đứng sau mới dùng tà thuật này đây là một cách che giấu sự thật cho phép tiểu binh đi xuống âm giới một cách hợp lý hồ tam đao gật đầu như đã hiểu ra chỉ cần tiểu binh chưa hết thọ tà thuật này sẽ có cách phá giải hoàng bi vậy tiếp theo nên làm gì hồ tam đao sốt ruột hỏi tôi tôi nói tìm hồn phách của tiểu binh và đưa cậu ấy trở lại hồ tam đao cao mày và buồn bã nói khó đấy hồn phách của tiểu binh chắc chắn đã bị kẻ đứng sau giấu đi rồi Chúng ta chỉ thấy con rắn lớn do nó sai khiến, chứ không biết kẻ thật sự đứng sau giấu thân ở đâu. Thậm chí còn không biết đó là thứ gì. Huống hồ là tìm hồn phách của Tiểu Minh, tôi lắc đầu và nói, không khó đâu, chúng ta không cần phải tìm, kẻ đứng sau, chỉ cần chờ đợi thôi, sau khi người chết luôn có âm sai đến bắt hồn. Trước khi âm sai dẫn hồn rời khỏi dương gian, họ luôn cho người chết nhìn lại mình lần cuối, đây là quy tắc không thể phá vỡ, vì vậy, chúng ta chỉ cần đợi đến giờ xử, khi âm sai dẫn Tiểu binh đến nhìn lại mình, chúng ta sẽ ra tay hồ tam đao nhìn tôi như nhìn một kẻ điên nói cái gì cậu định giành lại tiểu binh từ tay âm sai sao tôi thở dài và nói nếu chỉ là âm sai bình thường thì đơn giản dễ thành công nhưng lần này kẻ đến dẫn đường cho tiểu binh không phải là âm sai bình thường ít nhất cũng là quỷ sai thậm chí có thể là âm tướng ông nội tôi để lại một cuốn sách gọi là ngọc lịch bảo sao đây là cuốn sách giải thích chi tiết các quy tắc của âm giới các quy định của thập điện diêm la và âm sai trong sách có nói rằng người chết được âm sai dẫn đường vào âm phủ để luân hồi tái sinh nhưng mỗi ngày có rất nhiều người chết số lượng âm sai có thể không đủ nên âm sai cũng chia thành nhiều loại ngoài âm sai bình thường còn có sứ giả câu hồn sau đó là quỷ sai trên nữa là âm binh âm tướng thậm chí khi gặp những hồn ma khó đối phó có thể sẽ phải cử đích thân quỷ đế đến bắt một số nhân vật mà chúng ta quen thuộc như hắc bạch vô thường cũng thuộc phạm trù quỷ sai là những quỷ sai khá mạnh chúng chỉ xuất hiện để dẫn đường cho những hồn ma khó đối phó ngoài ra còn có những âm sai là người sống ở mỗi vùng trên dương gian đều có một số bà đồng đôi khi họ cũng đóng vai trò là người dẫn đường cho âm giới vì vậy họ có một số kỹ năng đi qua âm phủ nhưng không phải lần nào âm sai ra tay cũng thành công một số hồn ma có oán niệm sâu sắc hoặc âm khí quá nặng có thể sẽ bỏ trốn đó là lý do vì sao trên đời này có ma quỷ ác độc nếu xảy ra thảm họa tự nhiên lớn gây ra nhiều cái chết cùng lúc âm sai sẽ không đủ điều này dẫn đến sự tồn tại của những cô hồn giã quỷ còn hồn ma của tiểu binh người chưa hết thọ nhưng bị tà thuật hại người dẫn đường của cậu ta ít nhất cũng phải là quỷ sai không phải vì oán niệm của tiểu binh quá lớn mà vì tà thuật này liên quan quá nhiều thứ, họ làm vậy để duy trì pháp tác âm phủ, ngăn ngừa rắc rối phát sinh, Hồ Tam Đao nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc, Hoàng Bi, nếu cậu nói vậy thì tôi không thể mạo hiểm được. Nếu đối thủ là yêu ma quỷ quái, tôi có thể cầm đao đánh một trận sống chết, dù chết cũng cam lòng, nhưng đối thủ là quỷ sai, tôi không đối phó nổi, dù tôi muốn cứu tiểu binh, tôi không thể liên lụy đến cậu. Như vậy tôi không còn mặt mũi nào nhìn ông nội cậu. Hồ Tam Đao nói rất chân thành, khiến tôi vô cùng cảm động dù chỉ mới quen một ngày nhưng ông ấy đã đối xử với tôi như người thân tôi nhìn ông ấy và kiên quyết nói chú đao lần này chú phải nghe lời cháu chuyện này là do cháu mà ra cháu không thể đứng nhìn mà không làm gì cháu có thể nắm chắc phần thắng nếu chú không giúp cháu sẽ tự mình hành động hồ tam đao không phải là người hay do dự nghe tôi nói vậy ông ấy cảm kích và nói vậy thì làm theo lời cậu nhưng cậu phải hứa với chú nếu gặp nguy hiểm tuyệt đối không được cố quá hoàng Bì, bây giờ tôi nên phối hợp với cậu thế nào tôi bảo hồ tam đao chuẩn bị một ngọn đèn dầu thơm hai cây gậy sói và hai sắp giấy tiền cùng một thùng gạo nếp ngâm rất nhanh hồ tam đao đã chuẩn bị xong những thứ đó tôi đo khoảng cách và bắt đầu bày trận trận pháp tôi bày ra gọi là trận kinh hồn một khi âm sai đã bước vào chỉ có thể lùi mà không thể tiến tôi cắm hai cây gậy sói một bên trái một bên phải của sân sau đó tôi vẽ bùa kinh hồn lên giấy đốt hết giấy tiền và giải cho trước cổng sân tiếp theo tôi giấu thùng gạo nếp trong sân cuối cùng tôi bảo hồ tam đao cầm đèn dầu thơm và ngồi canh bên xác tiểu binh khi đến giờ sửu ông ấy phải thắp sáng bắc đèn ngay lập tức phải đảm bảo đèn dầu không được tắt vì đó là đèn dẫn hồn của tiểu Binh. tôi cũng nhấn mạnh với hồ tam đao rằng nếu nghe thấy tiếng tôi đập vỡ thùng nước ông ấy phải không ngừng gọi tên tiểu Binh. hồ tam đao cẩn thận ghi nhớ từng bước tôi chỉ dẫn sau đó ông ấy cầm đèn dầu vào phòng của tiểu Binh. còn tôi thì kéo một chiếc ghế gỗ ra ngồi yên ở giữa sân chờ đến giờ xử thời gian trôi qua từng ph... tập này đến đây thôi nhé mời các bạn truy cập kênh minh review để xem tập tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm